Sản phẩm tuân thủ nguyên tắc 5-0. Không sử dụng chất bảo quản. Không sản phẩm trôi nổi. Không sản phẩm kém chất lượng. Không ngừng nâng cao phát triển sản phẩm mới. Không chạy theo số lượng để đảm bảo chất lượng. 13 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Hải sản đóng gói của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ và thương mại Thanh Quang ở xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch sẽ là sản phẩm của chương trình Điểm hẹn OCOP tuần này. Điểm hẹn OCOP truyền hình trực tiếp trên sóng QBTV vào 10 giờ sáng thứ Bảy, ngày 30 tháng 9 năm 2023, tương tác trực tiếp trên các nền tảng số, fanpage và YouTube của truyền hình Quảng Bình. Mời quý khán giả đón xem.